Nhan sắc trời ngược của Đàm Tùng Vận gây sốt ở phim mới, chị đã ăn thịt Đường Tăng đúng không? Một lần nữa Đàm Tùng Vận gây ấn tượng với vẻ ngoài không tuổi của mình. Sau thành công lớn của Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận đang là một trong những tiểu hoa có bước tiến lớn khi ghi nhận nhiều thành tích đáng kể ở mảng chiếu đài. Không còn bó buộc bản thân với ngôn tình thanh xuân, Đàm Tùng Vận đang vô cùng tự tin để góp mặt trong các dự án sâu sắc hơn. Điển hình là gần đây cô nàng đã ghi hình trong một dự án phim ngàn ý nghĩa, trong đó nhan sắc mộc mạc trẻ ngược của nữ tiểu hoa sinh năm 1990 gây sốt. Phòng làm việc của Đàm Tùng Vận đã đăng tải bộ ảnh của cô trong dự án phim ngắn để thơ ca vọng ra từ núi non. Một lần nữa sự tươi trẻ sảng khoái cùng nàng da đẹp không tỉ vết, không son phấn của Đàm Tùng Vận trở thành đề tài gây chú ý. Kể từ khi ra mắt cho tới nay, cụm từ giả đi chưa bao giờ nằm trong những lời nhận xét của khán giả dành cho nữ diễn viên. Tham gia dự án để thơ ca vọng ra từ núi non, Đàm Tùng Vận có cơ hội hợp tác với tạp chí Elle nhằm mang đến những thước phim chân thực về cuộc sống và khát vọng. Dự án phim ngắn theo chân Đàm Tùng Vận trong vai một nhân vật phúc lợi xã hội lần đầu tham gia lớp học làm thơ của các em nhỏ vùng cao. Tại đây cô được hòa mình vào bầu không khí vui tươi, đầy diệu kỳ của tuổi trẻ, cũng như được lắng nghe những áng thơ hay của các em nhỏ nơi đây. Điều đáng nói là trong loạt ảnh quảng bá mới nhất, Đàm Tùng Vận khiến khán giả phải suy xoa về ngoại hình không tuổi của mình. Đã vượt ngưỡng 30, nhưng nữ diễn viên trông vô cùng trẻ, không khó để hòa nhập với các em nhỏ nhờ phong thái tự tin và cởi mở. Trông cô giống như một người chị cả đang ở tuổi thiếu niên, cùng các em có một ngày thật ý nghĩa. Một số bình luận như sau. Mặt mộc của chị này đúng là xinh đẹp, không cần make up luôn. Chị trẻ không lối thoát. Đang yêu quá yên bình và ấm áp. Đàm Tùng Vận trẻ thật. Chúng ta hãy cùng xem một số hình ảnh khác của Đàm Tùng Vận trong phim ngắn này nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.